Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc dụng sẽ trở lại bằng phần điểm tin Hoa Kỳ kính thưa quý vị. Ông Trump sẽ gặp Tập Cận Bình tại Florida. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tập Cận Bình chủ tịch của Trung Quốc vào khoảng tháng 4 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Mar-a-Lago được cho là khu nghỉ dưỡng của gia đình ông Trump, cũng là nơi ông Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng 2. Quan hệ Mỹ Trung không được tốt đẹp trong thời gian ông Trump chuẩn bị nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ. Khi còn là tổng thống tân cử, ông Trump vẫn cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ, cạnh tranh không công bằng và chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Ông còn chọc giận Trung Quốc bằng việc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm đầu tiên với họ tập trên cương vị tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump nói lại rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc trong vấn đề về Đài Loan. Tòa Bạch Ốc từ chối trả lời về việc Tổng thống Trump có nhận lương hay không. Theo như NBC News đưa tin, khi được tài MS, khi được đài MSNBC đề nghị cung cấp thông tin và bằng chứng về việc quyên tặng tiền lương từ Tòa Bạch Ốc, cả Bộ Tài chính và Văn phòng Quản lý Nhân sự OPM thuộc Chính phủ Hoa Kỳ đều từ chối bình luận. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết sẽ không nhận lương nếu đắc cử. Ông cũng lặp lại cam kết này sau khi giành chiến thắng. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, quy định tổng thống nhận lương và số tiền này không bị cắt giảm trong suốt nhiệm kỳ. Luật liên bang quy định tiền lương của tổng thống Mỹ là 400.000 đô la một năm và được trả hàng tháng. Tháng trước, người phát ngôn tòa Bạch Ốc, Sarah Huckabee Sanders phát biểu trên trang Politifact rằng ông Trump sẽ trả số lương của ông về bộ tài chính hoặc ủng hộ từ thiện. Trang này cũng cho hay tòa Bạch Ốc từ chối trả lời những câu hỏi về việc ông Trump có nhận lương hay không. Theo luật Vị tân tổng thống nhận tháng lương đầu tiên vào tháng 2 và tháng lương thứ 2 vào ngày 20 tháng 3, mỗi tháng 33.000 đô la. Được biết trong giai đoạn chuyển giao, ông Trump đã tiết lộ một kế hoạch quyên tặng tất cả lợi nhuận từ sự ủng hộ của các chính phủ nước ngoài đối với hệ thống khách sạn và những cơ sở kinh doanh tương tự của ông cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Kế hoạch được công bố bởi công ty luật tư nhân Morgan Lewis của ông Trump. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin nào về quy trình hay sổ sách kế toán cho thấy cách thức hoặc thời gian tiến hành hoạt động này. Tổng thống Trump nói một đường, con gái là một nẻo. VOA dẫn nguồn tin từ AFP cho biết, trong bài diễn văn nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, Tổng thống Donald Trump cam kết rằng sẽ theo hai quy tắc đơn giản, mua hàng Mỹ và thuê mướn nhân công Mỹ. Nhưng con gái ông thì ngoại lệ, thậm chí trong lúc ông Trump đang đọc bài diễn văn ấy có nhất là 8 chuyến hàng, hơn 53,5 tấn sản phẩm mang nhãn hiệu Ivanka Trump, gồm giày dép, túi sách và quần áo từ Trung Quốc nhập vào các cảng Hoa Kỳ. Theo ghi nhận từ hóa đơn hải quan mà hãng tin AFP có được, ông Trump chỉ trích các nhà sản xuất trong nước cũng như nước ngoài về việc sử dụng lao động bên ngoài nước Mỹ để sản xuất hàng hóa cho người tiêu dùng Mỹ. Nhưng nhãn hiệu Ivanka vẫn tiếp tục đặt hàng làm từ bên ngoài nước Mỹ. Hơn 2 tấn ốc khoác phụ nữ dệt bằng chất polyester 1.600 ví bằng da bò và 23 tấn giày dép làm tại Trung Quốc, nằm trong số đó ít nhất là 82 chuyến hàng được thông qua hải quan Hoa Kỳ. Hầu như trung bình mỗi ngày một chuyến, kể từ khi ông Trump đắc cử hôm 8 tháng 11 năm ngoái cho đến ngày 26 tháng 2, theo số liệu hải quan. Các mặt ẩm này làm tại Trung Quốc gia công cho 3 công ty Hoa Kỳ có giấy phép sản xuất cho dòng thời trang Ivanka Trump, bao gồm quần áo nhãn hiệu G3, ví sách tay Mondani và giày dép hiệu Mark Fisher. Tháng trước, chuỗi cửa hàng Nordstrom loan báo ngưng công nhận hàng của Ivanka vì bán không chạy, khơi dậy chỉ trích từ Tổng thống Trump và các cố vấn của ông. cố vấn cao cấp của ông Trump là bà Kellyanne Conway đã lên tiếng thúc đẩy người Mỹ mua hàng của con gái tân tổng thống. Sắc lệnh về di trú của Tổng thống Trump chưa có hiệu lực đã bị nhiều tiểu bang đưa đơn kiện. Các đơn kiện chung của bang Washington, California, Maryland, Massachusetts, New York và Oregon yêu cầu thẩm phán không cho xác lệnh vừa ký hôm 6 tháng 3 của Tổng thống Trump chính thức có hiệu lực vào ngày thứ Năm tuần này. Đơn kiện nói xác lệnh sửa đổi giống xác lệnh hôm 27 tháng Giêng sẽ gây thiệt hại tức thì và nghiêm trọng cho Hoa Kỳ, cư dân Hoa Kỳ, hệ thống cao đẳng và đại học Hoa Kỳ, các nhà cung cấp y tế và các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Một phát ngôn nhân của Bộ Tư pháp cho biết Bộ đang xem xét khiếu nại và sẽ phản hồi lên tòa. Lệnh cấm mới bỏ Iraq ra khỏi danh sách công nhân 6 nước còn lại gồm Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan và Yemen bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ trong thời hạn 90 ngày. Sắc lệnh lần này không ảnh hưởng tới những cư dân đã có thẻ xanh hoặc những người đã có visa vào Hoa Kỳ. Người tị nạn bị cấm vào Hoa Kỳ trong vòng 120 ngày, nhưng lệnh cấm vô thời hạn đối với người tị nạn Syria được dỡ bỏ. Tiểu bang Washington một lần nữa đề nghị thẩm phán liên bang Roberts đình chỉ khẩn cấp lệnh cấm mới này. Thẩm phán Roberts cho biết chính phủ có tới ngày 14 tháng 3 để hồi đáp trước đơn kiện của các tiểu bang. Tiểu bang Hawaii đã tự mình đứng ra kiện xác lệnh mới vì cho rằng sẽ có hiệu ứng tiêu cực đối với nguồn du lịch của tiểu bang này. Chính quyền của Tổng thống Trump nói xác lệnh nhằm bảo vệ Hoa Kỳ trước nguy cơ khủng bố du nhập từ nước ngoài. Nếu các tòa án phán quyết rằng các tiểu bang có đủ cơ sở để kiện, bước kế tiếp sẽ phải lập luận vì sao cả hai phiên bản của lệnh cấm đều bị cho là kỳ thị chống lại người Hồi giáo. Thủ đô Washington chuẩn bị đón lễ hội Hoa Anh Đào. Đến hẹn lại lên, hàng trăm, hàng năm, vào khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, có hơn 1,5 triệu du khách đổ về công viên Tidal Basin ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ để thưởng thức vẻ đẹp của hoa. Hơn 3.000 cây hoa anh đào nở rộ cùng các sự kiện đặc sắc đi kèm như thả diều, diễn hành hay phá hoa. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết thay đổi thất thường, hoa anh đào sẽ nở sớm hơn thường lệ và dự kiến sẽ nở rộ vào khoảng 19-22 đến tháng 3. Lễ hội thể hiện sự trân trọng mối quan hệ giữa hai nền văn hóa Hoa Kỳ và Nhật Bản kể từ khi thị trưởng thành phố Tokyo là Yukio Ozaki tặng thủ đô Washington những cây hoa anh đào vào năm 1912. Thực ra thì thị trưởng Tokyo đã tặng Hoa Kỳ 2.000 cây hoa anh đào vào năm 1910 nhưng chúng đã bị đốt bỏ theo lệnh của Tổng thống William Howard Taft sau khi bị côn trùng và bệnh tật tấn công. Được tin, hai năm sau, thị trưởng Nhật Bản đã gửi 3.020 gốc hoa anh đào khác và chúng tồn tại cho đến hôm nay. Kỷ lục nở hoa sớm nhất là vào ngày 15 tháng 3 năm 1990 và kỷ lục nở muộn nhất là ngày 18 tháng 4 năm 1958. Phần lớn các cây hoa đào là thuộc giống Yoshino. Tuy nhiên, một phần nhỏ cây thuộc dòng Kanzan thường nở muộn hơn khoảng 2 tuần, tạo thêm cơ hội cho du khách thưởng ngoạn nếu không thể thưởng thức đợt nở đầu tiên. Theo thượng nghị sĩ John McCain thì ông Trump phải rút lại lời nói hoặc đưa bằng chứng bị ông Obama nghe trộm. Tổng thống có một trong hai lựa chọn rút lại lời nói hoặc là cung cấp bằng chứng mà người dân Hoa Kỳ cần. Tôi không có lý do nào để tin rằng lời buộc tội là sự thật, nhưng tôi cũng tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ có thể giải quyết việc này trong vòng một phút. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain trả lời phỏng vấn trên đài CNN: Nếu lời cáo buộc bị bỏ ngỏ tại đây, nó sẽ làm suy giảm tự tin, sự tin tưởng mà người dân Hoa Kỳ đặt vào bộ máy chính phủ. Thượng nghị sĩ kỳ cụ nói thêm, theo ông McCain, tất cả những gì ông Trump cần làm là liên lạc thẳng với giám đốc CIA, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia NSA và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ông McCain là một trong nhiều thành viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa đặt ghi vấn về cáo buộc của Tổng thống Trump. Trên chương trình Face the Nation của đài CBS, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho biết ông chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về vụ nghe trộm điện thoại. Đến nay thì các quan chức chính phủ vẫn chưa đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho các cáo buộc của ông Trump. Ngoài ra ông McCain còn yêu cầu điều tra về mối liên hệ giữa các cộng sự của ông Trump và Điện Kremlin. Có rất nhiều điều khiến tôi đau đầu về mối quan hệ giữa chúng ta với Nga. Có rất nhiều khía cạnh cần được giám sát sâu xa hơn và tôi nghĩ là cho đến nay người dân Hoa Kỳ vẫn chưa có được tất cả các câu trả lời theo như ông McCain nói kính thưa quý vị. Vừa rồi là những phần tin Hoa Kỳ Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại.